gái bị vương gia lừa gạt. Uống một cốc trà. 100 lượng cũng không đắt lắm nhỉ. Một cốc trà 100 lượng. Căn nhà này thế nào? Phong cách vườn cổ điển. Trong một ngày thanh toán toàn bộ. Không vay mượn, không lo lắng. Môi trường này, trong thời hiện đại cũng không ít tiền đâu. Tại đây thanh toán toàn bộ là xong à? Đương nhiên rồi, trong thời hiện đại chúng ta không thể mua được. Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Bây giờ cô cũng là con cháu quan lại đấy. Sau này căn phòng này sẽ làm kho chứa đồ. Phượng Vĩ Nguyệt gật đầu một cái, đổi trực tiếp mì ăn liền bằng 1.000 điểm. Và cả đồ uống, cho một thoáng, căn phòng, chất đầy đồ. Nhìn những thứ đây không khí hiện đại này. Ông Diệp suýt nữa đã xúc động đến mức khóc. Vẫn thấy dễ chịu khi nhìn thứ hiện đại. Gần gũi quá, đừng giả dối nữa. Tên cửa hàng của chúng ta đã chọn xong chưa? Chưa chọn xong đâu, chúng ta nhất định phải chọn một cái tên cao cấp và sang trọng. Ông có ý kiến gì không? Vậy thì quán mì khó quên. Còn không, quán mì cô Nguyệt. Vậy thì, đỉnh cấp mì quán. Được rồi, tên này cũng được. Phượng Vĩ Nguyệt không biết ông Diệp còn có thể xuất hiện tên cửa hàng kỳ quặc nào nữa không? Nhanh chóng quyết định cái này. Ngày mai là ngày tốt. Vậy chúng ta mở cửa vào sáng mai. Được. Thưa Bộ trưởng, cửa hàng đã mở cửa lâu rồi. Nhưng không thấy bóng người nào cả. Đương nhiên rồi, mở ở nơi hẻo lánh như thế. Không làm chương trình khuyến mãi cho cửa hàng mới. Ai biết rằng ở đây đã mở cửa hàng. Vậy ý cô là... Đi, mang hàng ra phố. Gửi ăn thử miễn phí. Mỗi mặt hàng đều ghi địa chỉ ở đây. Cô giờ đây với tư cách này, đi ra ngoài như vậy, không sợ bị người ta phán xét hở? Đúng rồi, tôi suýt quên. Có áo quần không, cho mượn tôi một cái. Từ khoảnh khắc này, tôi sẽ đổi tên thành Diệp Vạn. Tôi là con trai của Diệp Trường Cửu. Chúng ta giờ đây là cha và con, từ nơi xa tới đây kinh doanh. Bộ dáng này, trông cô giống cháu tôi hơn đấy. Nếu cô làm con trai tôi, người ta chắc chắn sẽ nghĩ tôi hiếm muộn. Được, vậy thì tôi sẽ là cháu của ông. Tốt lắm cháu. Đa rồi dám cả buổi. Không ai dám nhận đồ đâu. Chỉ có vài tên ăn xin dám nhận. Hoặc chúng ta nên chuyển cửa hàng sang khu mặt tiền Hoàng Kim đi. Dùng danh tiếng của vương gia, ông Diệp cảm thấy thất vọng trong lòng. Nhưng Phượng Vĩ Nguyệt lại nhìn những tên ăn xin ngồi ở góc tường. Trầm mặc. Cô nhìn họ làm gì? Có phải cô nghĩ Lăng Thiên Tự đã làm lợi cho những đứa trẻ này không? Phượng Vĩ Nguyệt không để ý đến ông ta. Thay vào đó, cô đi thẳng về phía những đứa ăn xin này. Ăn ngon không? Ngon lắm, đặc biệt ngon. Nếu nấu thêm chút sẽ ngon hơn. Các bạn muốn đến quán tôi ăn không? Chúng ta cũng có thể đến quán ăn. Dĩ nhiên, hôm nay cửa hàng mới mở cửa. Hiện tại vẫn chưa có khách hàng. Chào mừng các bạn trở thành khách hàng đầu tiên. Cô tìm họ làm gì? Những đứa trẻ ăn xin này, hàng ngày đều lang thang ở quanh kinh thành. Biết nhiều hơn chúng ta. Dù sao cũng không có thu nhập. Tốt hơn hết là lừa họ đến đây. Họ sẽ là diễn viên quần chúng của chúng ta. Rồi trả thêm một ít tiền cho họ. Bạn nghĩ sao? Vẫn là bộ trưởng thông minh. Được rồi, đã làm việc suốt ngày, ít nhất cũng kiếm được một ít tiền. Mặc dù không nhiều, nhưng đã là một bắt đầu tốt. Tôi đi trước đây. Được, thì bạn đi trước đi. Ở đây tôi sẽ trông nom. Một đứa trẻ ăn xin đã đồng ý đến đây làm việc. Phượng Vĩ Nguyệt mới nhớ ra bản thân đang ở ngoại ô thành phố, cách phủ thái phó còn một đoạn đường xa. Và cô ta bắt chạy hết tốc lực. Cơ thể này vẫn cần phải tập luyện nhiều hơn. Chỉ mới chạy được một quãng ngắn như vậy, đã thở hổn hển. Phòng tầng 2 của Vọng Ương Lầu, Mộ Ngọc Sơ lời biếng nhìn ngắm những người ở dưới tầng. Bất ngờ cười nhẹ một tiếng, đây lại là sở thích mới. Bụi Trần nghe thấy điều này, theo dõi ánh mắt của Mộ Ngọc Sơ nhìn sang, liền thấy một cậu nhóc nhỏ đang dựa vào cột thờ hổn hển, sau đó lại lấy tay lau mặt. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Bụi Trần ngay lập tức hiểu ra Mộ Ngọc Sơn, ý nghĩa của lời vừa nói. Phượng Vĩ Nguyệt, người phụ nữ này giống như có trí óc rất thông minh. Bụi Trần, đi, đưa nàng lên đây. Phượng Vĩ Nguyệt nhìn thấy Bụi Trần, nhìn ngắm bảng hiệu trên đầu một cách không cố ý. Khi nhìn thấy ba chữ Vọng Ương Lầu, toàn bộ người trở nên không ổn, đang chuẩn bị bước đi lén lút, cổ áo phía sau đã bị ai đó nắm chặt. Phượng tiểu thư, điện hạ cho mời. Không phải hôm nay là ngày tốt sao? Bài kiến vương gia, hôm nay thực sự chỉ là tôi đi ngang qua đây. Xin lỗi đã làm phiền ngài, thực sự xin lỗi. Ngài, bản vương có già lắm không? Không phải, chỉ là ý tôn trọng ngài. Chỉ là cách gọi lịch sự, không có ý khác. Phượng Vĩ Nguyệt đã sống lâu như vậy, chưa bao giờ như vậy. Trước đây, cô ấy luôn ngang tàn, không cả nể ai. Không giống như bây giờ, đến thế giới lạ lẫm này, sống vẫn còn chật vật, khác không? Không khác chút nào. Sau khi nói xong, ánh mắt của Phượng Vĩ Nguyệt lại rơi vào ấm trà trước mặt. À, khác quá, nhưng không dám uống. Khác thì uống đi. Bản vương cũng không phải người lạnh lùng. Tạ ơn vương gia điện hạ.
Bỗng nhiên thấy Mộ Ngọc Sơn cũng không độc ác như vậy. Không cần phải cảm ơn, nhớ trả tiền khi đi là được. Tôi đã biết rằng bạn không tốt đến như vậy. Bao nhiêu tiền vậy? Không đắt, chỉ một cốc 100 lượng thôi. Cái gì 100 lượng? Một cốc trà 100 lượng, bạn nói không đắt. Đại tỷ à, cái ấm trà này được chế biến từ nước tinh khiết trên núi tuyết, bên trong còn có hoa tuyết thiên sơn hiếm có trong 100 năm. Sao vậy? Con gái cưng của thái phó phủ không thể đưa ra 100 lượng bạc à? Lão vương gia độc ác này, sao không đi trực tiếp vào phủ thái phó cướp tiền luôn đi? Điện hạ không biết, gần đây thần nữ đã mắc một chút lỗi, nhà đã không cho tiền dùng nữa. Vì vậy thần nữ có thể đổi những chiếc bánh quy này với người được không? Ngươi lại đổi những thứ này với bản vương? Hừ, những thứ này à? Tôi thấy bạn ăn ngon lành lắm ở tiệc cung đình. Tôi thấy lần trước điện hạ ăn hết gói bánh. Những thứ này tặng cho điện hạ, thể hiện chút lòng thành nhỏ của tôi. Cảm ơn nhiều. Giờ cũng không còn sớm nữa, tôi sẽ không làm phiền điện hạ khi đang thưởng trà nữa. Tạm biệt, điện hạ. Đi đi, đừng quên trả tiền. Gì cơ, tiền trà không phải trả bằng bánh sao? Đã trả rồi, bạn không phải vừa nói sao? Đây là quà tặng cho bản vương. Miệng con rùa đen này, thực sự là đầy bụng ý đồ xấu. Đến tầng dưới, Phượng Vĩ Nguyệt cắn răng quy ngơ ngơ lòng, trả 100 lượng bạc, gọi bạn đến uống trà của Mộ Ngọc Sơn. Trên đường về nhà, Phượng Vĩ Nguyệt tức giận mắng mỏ. Mộ Ngọc Sơn, con nhện xấu xa, ban, à, vậy à, bản vương rất xấu sao? Toang rồi, tại sao mỗi lần nói xấu về hắn ta đều bị bắt gặp? Bản vương ban đầu nghĩ rằng ở đây cách phủ thái phò khá xa, định đuổi theo để đưa bạn một đoạn đường, bây giờ dường như không cần thiết nữa, bạn hãy tiếp tục đi về đi nhé. Mộ Ngọc Sơn nói xong, lạnh lùng đặt rèm cửa xuống. Xe ngựa đi qua bên cạnh Phượng Vĩ Nguyệt, vượt qua nhanh chóng. Hệ thống, mang tường đến, xem tôi đập chết mợ anh ta. Đang mơ à, tường từ đâu mà ra? Nhanh chóng về phủ tắm rửa và đi ngủ đi, trong mơ có tất cả mọi thứ. Đại tiểu thư, thái phi kêu người vào cung một chuyến. Di cơ, thái phi. Công chúa đừng ngơ ngác nữa, nhanh chóng chuẩn bị, người trong cung của thái phi vẫn đang đợi bên ngoài. Nô tỳ bái kiến thái phi. Nhanh ngồi xuống uống chén trà đi, ngửi thấy mùi quen thuộc này. Phượng Vĩ Nguyệt nhăn mày một chút,